Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Thanh Hưng thuộc thị xã Kiến Tường tỉnh Long An nha. Thì vị trí em đang đứng ở đây thì em có nhận quay bán thửa đất có diện tích là 27 công, tức là được 27 nha cô chú anh chị. Thì thửa đất mình nó có mặt tiền được 13 mét thì tiếp giáp với đường nhựa 18 mét nha. Và nó chạy sâu vào bên trong là 100 mét thì nó sẽ nở hậu ra. Nở hậu ra từ bờ bên đó qua tới bên đây đó cô chú anh chị. Qua tới bên đây. Và chạy sâu vào bên trong thì khoảng là 500 mét nha. Thì đất mình ở đây nằm trong cái diện mà đi bao 3 vụ làm lúa trong năm nha. Thì khu vực này ở đây mình trồng vườn hay là mình trồng sầu riêng gì cũng rất là thích hợp luôn. Kế bên có vườn mít, vườn sầu riêng rồi đó cô chú anh chị. Khu vực này thì nhà cửa dân cư điện nước đầy đủ luôn. Cách tỉnh lộ 89 ngoài kia thì tầm khoảng là 3 km thôi là ra tới chợ nha. Còn thị xã Kiến Tường là khoảng 8 km thôi cô chú anh chị. Đất này mình ở đây thì rất là bằng phẳng luôn, rất là đẹp. Diện đi bao khép kín nha. Thì em sẽ tiến qua cái phần cái đường 13 mét tiếp giáp với đường nhựa cho cô chú anh chị mình xem. Thì đây là cái đường 13 mét nè cô chú anh chị. Trên cái phần đất mình ở đây là nó có thêm là 320 mét vuông là đất ở nha. Thì cái phần trước này chủ bên em đã san lấp bằng dưới đường luôn. Cô chú anh chị mình mua thì mình cắt nhà ở phía trước, phía sau thì mình làm vườn, rất là thích hợp luôn. Thành phố Hồ Chí Minh thì cô chú anh chị mình về đến đây khoảng 90 cây thôi. Thành phố Tân An hay Tiền Giang là khoảng 60 km đổ lại thôi cô chú anh chị. Ở đây là đường thông. Lộ rất là lớn luôn, lộ nhựa 18 mét, xe tải, xe công, mình đi thoải mái luôn. Đây là cái phần nền sàn lắp này của chú anh chị. Cao bằng dưới đường luôn, phần thổ thì nằm tại vị trí nền này nha. Đây, 13 mét trụ đá hẳn rồi, trụ đá ngay cây. Còn đây là cái mặt tiền đường nhựa nè cô chú anh chị. Đi thẳng hướng này là mình ra quốc lộ số 2 về trung tâm thị xã Kiến Tường khoảng 8 km nha. Còn đây là đi thẳng luôn là mình ra tới tỉnh lộ 819 là khoảng 3 km nha. Trước các mình con kênh rất là lớn, kênh xà lan như lúa khoảng 300 tấn mà mình lưu thông. Bên kia cũng là lộ đan luôn. Giá chủ bên em đang cần bán chỉ có là 150 triệu một công. Tổng diện tích là được 27 công, có 320 mét vuông là đất ở nha. Sổ sách mình hẳn rồi, sổ hồng nha cô chú anh chị. Thì mọi thông tin chi tiết cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha.